Về tới nhà các bạn ơi. Đây nhà mình đây. Ở chồng mới làm cái sườn bếp ở đây đã chồng sẵn rồi Cường. Nhìn bố mở mà mốt biết cách mở. Mở cửa bên đây đi bố. Đâu làm cái ống đâu đâu kìa, anh Thắng anh làm ống quá trời đẹp luôn kìa anh Thắng. Làm không? Anh làm ống quá đẹp luôn rồi kìa. Trần chuồng mấy thấp thì trời mưa. Hai cha con ăn cơm chưa? Đâu con trai của mẹ đâu? Cơm trai của mẹ đâu? Ê, mai vừa thì năm không? Thằng trai. Thì trời nắng, mai vừa trời lắm. Sao cơ cơm mà đồ ăn đâu không thấy chứ người con trộn lên. Đừng con. Dạ, mấy làm gì vậy? Sao bố không qua ăn cơm nè? Đây ở trước cửa nhà mình đây có hai cái đèn lồng hai bên và một cái đèn giữa. À, Úc Thái đứng trên lầu nè đó. Cái lồng nhà này của mình thì là 3,5 m, còn được thêm cái bên hông này nữa là 2 m nữa. Cái bên hông này là mình để đậu xe ở trước này, còn phía trong là mình định làm nhà bếp nấu ăn nó riêng biệt để cho khói nó đừng có bay vào nhà trong đó. Cái hàng dãy đây mình treo nó bảo hiểm với lại mình treo mấy cái chổi. Bây giờ mình đi vào nhà. Trời ơi cái bố để cái bọc kìa, thấy mắc cười không? Còn cái bếp này tương lai thì mình chỉ là pha chế nước uống thôi chứ không có nấu ăn trong nhà. Nấu ăn trong nhà thì nó sẽ bị hôi. Nước uống và nồi cơm điện. Còn trong đây là nhà tắm. Trong đây là nhà tắm. Cái ngôi nhà này á, ông xã của mình mua đó là mua để mình ở, giống như là mình lên Sài Gòn mình có cái chỗ dừng chân thôi. Bởi nên là mình cũng không mua sắm đồ gì nhiều đâu. Dạ có anh. Cái cửa sổ này nè nó thoáng mát dữ dằn luôn, mát còn hơn là cái máy lạnh nữa. Đây là cái đèn đi lên lầu nè. Nó cho nó sáng đường đi. Ở đây là gió mát lồng lộng luôn á. Ban ngày là sáng trưng luôn. Nó bây giờ mình đi lên trên lầu đây. Trên đây thì nó có hai phòng. Bây giờ mình quay ngược lại nha, quay ngược xuống cầu thang nha. Ở đây cũng có cửa sổ nè, gió rất là mát luôn. Đó. Giờ mình vô phòng trong. Đây một cái phòng ở trong đây. Ở bên hông này mình chắc có lẽ là tương lai mình sẽ đựng mình gói. Đây bộ đồ sẵn của Kim Liên đây. Đó, nhà tắm bên trên. Hồi nãy là nhà tắm ở dưới. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài trước. Có thêm một cái phòng nữa. Đây cái phòng này nè. Cái phòng này mình muốn kín đáo á, thì mình muốn kín đáo á, là mình sẽ làm thêm một cái cửa kéo nữa thì nó sẽ kín đáo hơn. Hoặc là nếu không á, là mình cũng có thể làm bàn thờ ở đây cũng được. Ở trong phòng này nó có cũng có cửa sổ nè. Nhà này mà mình mở hết tất cả cửa sổ ra đó là thật là thoáng mát dữ lắm luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra ban công, hồi nãy có trời mưa ướt sân hết trơn. Ở đây nè, chiều tối nè, trời ơi gió nó mát một cái không thể tưởng nổi, hiện giờ là đang gió lắm gió luôn á.
Ây da. Nó ở đây nè, không gian, không gian gió mát, không có cái vật gì mà cản gió hết. Thì giờ mình đang quay phim là đang gió mát lạnh rượi luôn nè. Và ở đây nó có một cái ổ ong. Cái ổ ong này á, ổ ong này rất là hung dữ. Ong một vẻ. Nè, thắng cọp nè, thắng cọp đang đứng ở dưới rồi. Ê, xin chào thắng cọp. Thấy không có làm gớt cái miếng này của mẹ nghe thấy nghe không con? Gớt thì cùng lắm nó cũng bị vô. Thôi để mẹ đi vô. Thôi mình đi vô và mình đi xuống. Giờ mình sẽ tắt đèn nha. Đèn, tắt đèn phòng đi. Rồi thấy tắt đèn nha con, mày tắt đèn nha. Thôi. Nói bây giờ mình đi xuống lại nè. Chứ con đi xuống trước đi. Đây là những người bạn hàng xóm đây. Tới đây được á. Cầu ở đó, đây là cái cầu này. Đây là con sông. Rồi cái này là cái bến đó luôn á, đây nè là hai cái xuồng đi qua luôn á. Ngộ nghe không? Giờ trong cái nhà máy mà trên Gò Lớn đó. Ngay Gò Máy đó đó. Ừ là tao ta chạy nhà máy á. Đó rồi. Rồi đây hai cái chiếc nghe. À lạ quá, thằng em mình không biết ơn nha. Là lớp đi là không phải là